bán ở đây lâu rồi, cô có thấy năm nào đồng hồ nó giật nước như năm nay không? Năm nay là giật nhiều hơn mỗi năm. Ờ, mấy năm trước là không có giật nhiều. Mấy năm trước giờ này còn nước trên cầu đỏ, đứng cầu đỏ thì thải xuống được. Trước kia là tháng 10 tới chợ. Dạ. Dạ. Cô nha, con chúc mấy cô có một chuyến đi bình an, hạnh phúc. Dạ, cầu gì được nấy. Dạ. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hôm nay là ngày 8 tháng 3 dương lịch, em mới trở về núi Cấm, hay còn gọi là núi Cấm, tên chữ là Thiên Cấm Sơn, một trong những con núi quan trọng nhất và cũng được xem là linh thiêng nhất ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang. Cách đây thì khoảng tầm mười mấy ngày trước đó, thì em có đi tới đây rồi đi lên trên chỗ tượng Phật Di Lặc để ghi hình về những cái ngày đầu năm khô hạn ở trên núi Hồng Cấm để cô chú anh chị các bạn mình xem. Và em nhận thấy là cái video đó thì được nhiều sự quan tâm của cô chú anh chị các bạn, cho nên là ngày hôm nay là em quyết định một lần nữa quay trở lên khu vực trên đó để cập nhật những tình hình mới nhất về cái lòng hồ Thủy Liêm, để xem sau mười mấy ngày thì ở trên đó có gì thay đổi hay không, xem cái đàn cá ở trên đó như thế nào và mực nước hồ nó có cạn hơn hay không. Và nếu như ở video này á mà còn có đủ thời gian thì em sẽ tranh thủ đi lên trên điện Bồ Hông được xem là cái chớp mà cao nhất của núi Thiên Cấm Sơn để ghi hình chia sẻ một cái điểm hành hương tâm linh cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi bây giờ thì mời cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành nha. Quận lên thì em sẽ đi thông đa ôm lên tới chảnh, rồi em sẽ ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Khi mà quý khách tới dưới cái núi Hồng Cấm á, sẽ có hai hướng đi. Một là mình đi lữ hành, hai là mình sẽ đi thông đa đầu. Mà phần lớn là bà con tới đây á, thì nếu như người ta sợ người ta sẽ đi lữ hành. Còn những người mà thích trải nghiệm những cung đường và những cảm giác khó quên á, thì người ta sẽ đi thông đa đầu. Rồi bây giờ thì mời cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành hết video với em nha. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì bây giờ em đã tới được khu vực Hồ Thủy Liêm, và đối diện trước màn hình cô chú anh chị và các bạn là tượng Phật Di Lặc của núi Hồng Cấm nè. Bây giờ em trở lại đây thì em nhìn sơ lược thì cái hồ nước thì nước cũng y rang vậy, không có lên thêm miếng nào mà cũng không có giật thêm miếng nào. Những cái bãi đá nó cũng lồi hết trơn, lồi lên hết cô chú anh chị. Như con bịch hả cô? Xuống đây nè. Cô bán ở đây hổm rài á, cô thấy nước cái lòng hồ nó có lên thêm miếng nào hay là xuống thêm miếng nào không? Nó xài quá sao mà lên được. Vậy là nước là hổm rài là người ta cứ tiễn xong người ta tưới xu nó, mày nhìn ống ống nó đặt vào thế giới không? Dạ. Vậy là bây giờ là bà con lấy nước ở dưới hồ này lên để tưới xu. Rồi thành ra là kéo nước hổm rài. Kéo về ô tới xa tưới xu. Dạ. Cả chục hồ á. Vậy là hổm rài nước càng ngày càng giật chứ không có lên thêm miếng nào. Rồi đó trong chùa tưới tiễn, mấy chú bảo vệ tưới kiện. Dạ.
Vậy là nguyên cái hồ này là nó phục vụ cho hết cái núi này luôn không? Không vòng vòng đây à. À nghĩa là trên núi này ta xài nước máy à. Trên núi người ta xài nước máy nhưng mà nước ở cái hồ này là phục vụ cho tưới tiêu, tưới cây đồ đó phải không? Mèn ơi. Hổm rày, hai ba hổm rày thì bà con mình về núi đông không cô? Đông. Đông ha. Ở đây cô bán ở đây lâu rồi, cô có thấy năm nào mà cái lòng hồ nó giật nước như năm nay không? Năm nay là giật nhiều hơn mọi năm. Mấy năm trước là không có giật nhiều. Không, mấy năm trước giờ này còn nước cầu đỏ, đứng cầu đỏ thả xuống được. Dạ. Mà năm nay nó giật ớn lạnh không? Vậy là mà mấy năm trước đó là thời điểm này là mình vẫn còn dẫn nước ở trên cái tới cầu. Cái cầu đỏ không có xuống được. Đúng rồi, vẫn còn đứng trên cái cầu bán cho khách. Còn năm nay là nước nó giật là mình đi lắm. Xuống dưới luôn. Quay tấp rồi. Dạ đúng rồi. Giờ con mua ủng hộ con bịch phải không? 20.000 bịch phải không? Hai bịch thì là 20.000, 10.000 bịch. Vậy là con lấy hai bịch luôn, con cho mấy em cá ăn đi ha. Xin cứ quay bài cá luôn. Hổm gài con nghe bà con về núi chia sẻ hô thiếu nước rồi cá nó chết. Không có chết. Là có không cô? Cá thì không có chết ha. Chiều sâu của cái hồ này là hồ nhân tạo. Dạ. Nhà nước móc là chiều sâu 10m. Dạ. Cá lội lên da đó chứ không chết. Còn dạ. Không có chết. Hổm rải trên này có mưa không cô? Không. Không có một giọt mưa nào luôn. Không có một giọt mưa bởi vì nó có nước. Nếu mà có mưa rồi cái hồ này có nước. Tính ra năm nay hạn sớm phải không cô? Hạn. Dạ. Năm nay năm nhuần mà tháng hạn nữa. Chàng ơi. Năm nhuần tháng hạn. Ông bà mình hay nói đó ha. Năm nhuần tháng hạn. Dạ. Từ hồi không mưa là từ hồi tháng 11 năm ngoái tới năm nay không có mưa một giọt nữa. Từ hồi tháng 11 năm ngoái tới năm nay là không có một giọt mưa nè. Không. Thành thử ra nó bị giật nước vậy nè. Dạ. Nếu mà có mưa là không có giật dữ. Dạ. Chị quay cô nhiều được ha. Dạ, con cảm ơn cô nha. Chúc cô buôn may bán đắt ha. Cảm ơn cô. Dạ. Khỏe dồi dào. Dạ. Con đi thẳng là đẳng có đường đi xuống đó quay cá đi con. Dạ, con đi với cô nha. Dạ dạ. Rồi. Để con xuống đây đường này con quay cái lòng hồ luôn. Vậy là theo như cô là một người bán thức ăn cho cá ở đây cũng rất là lâu rồi. Thì cô chia sẻ là không có năm nào mà hạn như năm nay. Như hồi năm ngoái thì vào cái thời điểm này là nước còn rất là nhiều. Cô chia sẻ là hồi năm ngoái thời điểm này là nước còn rất là nhiều luôn. Mình đứng ở trên cây cầu đỏ đó đó cô chú anh chị, là mình cho cá ăn chứ không có cạn nước như thế này. Và chỉ đặc biệt năm nay thôi, là từ hồi tháng 11 năm rồi cho tới thời điểm này là không có một giọt mưa nào ở trên núi Ông Cấm. Và nước hồ á, đồng ý là cái hồ nhân tạo cô chú anh chị. Nước ở đây thì không có phục vụ sinh hoạt mà dùng cho bà con tưới tẩm hoa màu cây ăn trái ở trên núi và tưới kiển xung quanh khu vực hồ Thủy Liêm nơi gần tượng Phật Di Lặc đó. Thành ra là nếu không có mưa thì cái hồ này nó sẽ rất là cạn nước. Và năm nay là cái năm phải nói là năm nhuần tháng hạn theo như cái cô ở trên đây chia sẻ. Đây là mấy cái bãi đá bây giờ là nó lồi lên trơn. Cái này là em mới mua hai bịch thức ăn để đi lại đằng chỗ cái tháp đi rồi em cho cá ở dưới này ăn ha cô chú anh chị. Chàng ơi, nước nó giật quá giật, tội nghiệp mấy con cá lồng gồng quá chừng. Nguyên một cái bãi đá rồi nè, nó lồi lên trơn luôn á. Thì em cũng mời cô chú anh chị lắng nghe những cái chuyện quyền bí linh thiêng màu nhiệm của núi Ông Cấm. Và em xin kính mời cô chú anh chị. Trong sấm trạng trình của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu: Bảo sơn thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Bảo giang thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Đây là những lời cụ Trạng tiên tri về Đức Minh Dương sẽ xuất hiện ở vùng núi Báo và sông Báo để tạo lập đời Thượng Nguyên Thánh Đức sau này. Vùng núi Báo ấy chính là dãy Thất Sơn ở miền Nam nước Việt, mà tiêu biểu nhất là
ngọn núi Cấm, tức Thiên Cấm Sơn, Linh Thiên, và Bảo Giang, tức là sông Cửu Long, được bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, trải qua nhiều quốc gia, rồi kết thúc ở Việt Nam, với chín nhánh sông đổ ra biển. Đến khoảng giữa thế kỷ thứ 19, cũng chính tại vùng núi Thất Sơn này, Đức Phật Thầy Tây An đã khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhằm chấn hưng và phổ truyền chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Lời tiên tri của cụ Trạng Trình đã thành sự thật. Hai chữ Bửu Sơn đã khớp với hai chữ Bảo Sơn trong bài sấm của cụ. Sau hơn 7 năm hoằng pháp độ sinh, trước khi tịch khoảng một thời gian, thì Đức Phật Thầy Tây An có truyền lại bài sấm ký như sau: Thất niên vũ lý cứu mê tình, diệt quốc trùng trùng khổ chiến chinh, Phật pháp hoàng dương khai ngũ hệ, thượng nguyên tái lập kiến thanh bình. Đúng theo lời sấm ký thì khoảng 10 năm sau, Pháp đánh chiếm Việt Nam và cái khổ chiến tranh đau thương tan tóc đã phủ trùm trên khắp đất nước và dân tộc. Hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã được truyền thừa đến thế hệ thứ 5 là Đức Thầy Huỳnh Vũ Sổ, là vị giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Dây cầu sấm ký thứ tư trong bài sấm trên: Thượng nguyên tái lập kiến thanh bình. Sau khi truyền thừa được ngũ hệ thì đời thượng nguyên thanh bình sẽ được thiết lập lại. Đây cũng chính là sứ mạng của Đức Thầy lo chuyển lập Hội Long Hoa để chuyển sang đời thượng nguyên thánh đức. Và khi đó đền vàng điện ngọc ở núi Cấm sẽ xuất hiện, Đức Minh Vương sẽ xuất thế và Phật Di Lặc sẽ hạ sanh khi Hội Long Hoa khai mở. Với sứ mạng này, Đức Thầy đã có viết như sau: Phật Vương đã chỉ rõ mái diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Dạ câu: Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Sau khi khai đạo, Đức Thầy viết ra giảng kệ để khuyên dạy mọi người tu hành. Thì trong sấm giảng, Đức Thầy có nói tới đền vàng điện ngọc ở trong lòng núi Cấm như những câu sau: Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài, lâu đài núi Cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, Thất Sơn lộ vẻ đền vàng báo thi. Trên đây chúng tôi chỉ xin trích dẫn vài đoạn trong sấm giảng thi văn nói về đền vàng điện ngọc trong lòng núi Cấm. Nhưng thực sự có đền vàng điện ngọc trong lòng núi Cấm hay không, ngoại trừ những kinh sấm của Đức Phật Thầy Tây An cho đến sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì lúc bấy giờ trong xã hội không có tài liệu nào đề cập tới vấn đề này cả. Vào thập niên 1930, chúng ta có được nghe chuyện ông Lưu Văn Lan, tức Bác Vật Lan, thám hiểm địa huyệt núi Cấm rất ly kỳ và nhiều bí ẩn. Vì những gì ông đã thấy được trong lòng núi Cấm, đến một thời gian dài sau này mới được tiết lộ. Sau khi ra khỏi cửa hang, ông bỗng nhiên không nói lời nào, hoặc chỉ nói vài câu. Khi phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương đến thăm ông, rồi sau đó ông giữ yên lặng cho đến khi ông tự trần. Rồi vào thập niên 1940, Đức Thầy có lệnh cho ông Lê Văn Tốt, biệt danh Tẩu Mã A,
đi giao thơ trong lòng núi Cấm. Những điều mắt thế tai nghe cũng đã được ông Tú giữ kín cho đến khoảng năm 1973 mới được tiết lộ, vì lúc trước Đức Thầy có dặn ông không được nói ra, mà phải chờ tới khoảng bao nhiêu năm và vào tháng nào mới được kể ra cho mọi người nghe. Đến năm 1968, chúng ta được biết thêm chuyện ông Tim Sim, kỹ sư công binh Mỹ, đang làm việc tại ti cảnh sát Sadek. Sau khi nghe về chuyến thám hiểm của bác Vật Lan, đã khơi dậy sự tò mò và lòng ham thích thám hiểm. Vốn là người có đầu óc thực tế và tin vào khoa học, nên Tim Sim đã quyết định làm một chuyến thám hiểm vào địa huyệt núi Cấm. Nhưng cũng như ông bác Vật Lan và ông Lê Văn Tốt, những điều mắt thấy tai nghe trong địa huyệt núi Cấm cũng đã được giữ kín, không dám tiết lộ ra. Và điều gì đã khiến ông Tim Sim quyết định trở lại núi Cấm để thám hiểm địa huyệt lần thứ hai nhưng thất bại? Rồi sau đó ông Tim Sim về Mỹ luôn và không trở lại Việt Nam nữa. Với ba chuyến đi của ba vị kể trên, chỉ có chuyến đi của ông Lê Văn Tú là được thuật lại đầy đủ chi tiết với những lý do quan trọng như sau. Thứ nhất, ông Tú được lệnh của Đức Thầy và đi có người dẫn đường. Thứ hai, ông đi vào lòng núi Cấm ở cửa hang Hàm Long và khi trở ra bằng cửa hang ở điện kính núi Tô. Do đó, có rất nhiều cảnh vật được ông kể lại. Thứ ba, ông được Đức Thầy dặn điều nào được nói và vào khoảng thời gian nào thì ông được phép kể lại chuyến đi của mình. Còn chuyến đi thám hiểm của hai vị kia là ông Bác Vật Lan và ông Thiên Sim thì đi xuống và trở ra cùng một cửa hang. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua chúng ta đã được nghe lược thuật hai chuyến thám hiểm vào địa huyệt núi Cấm của Bác Vật Lan và kỹ sư công binh Mỹ Thiên Sim. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông người cá quá chừng cá luôn kìa. Thì không. Dạ. Thì con. Mình người dân trên đây hả chú hả? Dạ. Dạ. Lúc trước mà xuống đây dễ giàu gì mà đứng ở dưới cái lòng hồ này được. Nước. Hồi nào giờ như chú có thấy nó cạn tới mức độ này không chú ha? Năm nào nó cũng cạn vậy. Dạ. Có năm nay cạn nhiều hơn năm ngoái. Vậy là năm nay cạn nhiều hơn mấy năm trước. Dạ. Thì vừa dứt tháng 10 thì tới giờ cạn tới giờ. Dạ. Năm nay nó cạn hơi nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái nó còn ở đây. Dạ. Năm nay nó quá xa. Năm nay con thấy gà đi xuống đây kiếm ăn được luôn. Dạ. Tùm lum. Dạ. Nó giật năm ngoái nó còn ở chân này, năm nay quá hạn. Dạ. Xa quá, xa. Hổm rày là không có một giọt mưa nào luôn hả chú? Từ tháng 10 tới giờ không có miếng mưa gì. Bởi vì nước nào nó chịu nổi. Nước này người ta lấy ta tưới cây quá trời mau mau khô. Dạ, hình như người ta lấy người ta tưới xu rồi phải không chú? Tưới xu, tưới sầu riêng, đủ thứ vòng vòng nội cái bơm nước thôi mấy chục cái. Dạ. Bởi vì nước cũng không đủ. Dạ. Lấy ngày nghỉ lấy đêm trong nước. Dạ. Nhặt không có mạch mà mạch nước, không có mạch nước cũng đỡ. Dạ. Này trời nước mưa. Con nghĩ chắc không lâu nữa mấy con cá con này chịu không nổi quá. Chết. Có mấy con cá lớn thì còn chịu nổi chứ. Mấy cá này lên đây giết thì chết. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ. Chú nói chưa có năm nào mà nó hạn như năm nay. Chú nói năm nay hạn quá hạn rồi, chưa có năm nào mà hạn bằng năm nay. Ông Phật Di Lặc ơi, ông ngồi ông nhìn, ông thấy ông cười. Ông cho núi Cấm xin ít trận mưa đi ông Phật Di Lặc ơi, hồ sắp cạn nước rồi. Đây nè, còn có mạch nước có chút xíu à.
mình thấy cá ở đây nó hơi bị nhiều nè, chắc là em sẽ cho nó ăn chỗ này quá. Cô chú anh chị mình coi cá ăn nha. Đây mấy đứa nhỏ ăn đi. Trời ơi coi kìa, cá rù phi. Này không biết bao nhiêu con mà nói luôn á. Này nó sống là dựa vào du khách thập phương đi lên đây mua ba cái đồ ăn cho nó ăn, chứ nó mấy con này em không biết nó có ăn rồng không, không biết nữa. Quá chừng luôn rồi nè, đổ cái này nữa nó mới dậy sóc lên nè. Đó màn ơi, cái cảnh tượng luôn kìa. Trời ơi, anh này anh chui lên tới trên luôn kìa, bò lên trên luôn kìa. Cái này nó kêu bằng quậy đục nước nè, nước trong khe nó lên nó ăn, hồi nước đục ngầu luôn. Này mà theo như em nghĩ ha, nếu như mà cái tình trạng mà nước mà nó cứ mỗi ngày nó giật như thế này, chắc là cái đàn cá này không trụ nổi quá. Này là nắng quá nó vô bờ cũng có thể, và hoặc là nó vô đây để nó kiếm ăn tại vì nó đói. Mà em thấy cái mé này là nó vô đây nhiều lắm luôn ha. Bên đó là cái tháp của chùa thờ Xá Lợi Phật. Ba cha con đang cho cá ăn kìa. Giờ em đi dài qua bên chỗ tháp Xá Lợi.
Nước lúc trước là lên tới đây nè, giờ nó cạn vậy nè. Mèn ơi, đi vô được trong cái tháp này nó mát, ngoài kia nó nắng quá, nó nóng, nó hóc. Hồ cá con ở đây nhóc chân nè. Cá con ở dưới cái chân tháp Xá Lợi nhóc chân luôn, cá chép vàng. Đây là nó lộn nhau, cá rô phi, cá chép vàng. Ở ngoài kia nó nóng thật thật. Rồi ông anh ông gãi thức ăn xuống cái nó lên, rồi nó lên nhoi chứ. Gãi dài dài ra ngoài kia kìa anh, cũng gãi sắc méo á. Nó chừng vô dưới cái ngã nhỏ luôn. Cái nhỏ là nó né vô đây là để chi nó né trong mấy cái bự. Lúc trước em lên đây nó đâu có cạn dữ thằng ngon, sao hôm nay nó cạn. Dạ. Hôm nay là năm hạn mà trần nước nước hạn hán hết. Mèn ơi. Không mà thiệt năm nay lên thấy cái hồ gì đâu mà nó rút quá trời rút. Có năm nó còn tới đó. Có năm là ra tới đó luôn hả chị? Vậy chứ, vừa xuống mấy đám nè, là nhóc chứ nè. Dạ. Đám mấy đám là lên một chút. Dạ. Tại vòng vòng có chỗ này là nó trũng nhất rồi. Nước dạ. Mưa xuống nhiều là chảy ngay chân. Từ hồi năm rồi tới giờ đây có giọt mưa nè không chị? Có chứ. Nên em nghe bà con hồi nãy em hỏi mấy người, người ta nói từ hồi tháng 11 năm rồi tới bây giờ là không có mưa. Có mưa nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà nó lớn đây. Dạ. Mới mưa hả? Mấy ngày trước này cũng có mưa lắm mấy ngày. Dạ. Hồi quá chừng cá chép với cá rô phi. Hồi ôi cái con gì mà cái họng nó chà bá, nó có hai cọng râu mới nhoi lên ta. Cá chê phi. Cá chê phi hả? Trời chắc con nó khủng hoảng lắm, nó thấy cái họng nó bự quá chừng à. Mèn ơi. Tại vì nó cạn á, mình cho ăn cũng thấy nó chứ. Dạ. Tại chỗ đó là nước sâu nhất. Bọn nó chặt ra mấy con cá bự nó vô được. Đây để mình nhìn mình biết cái mực nước lúc trước nó tới đâu thì nhìn đây là rõ nhất nè. Đây cô chú anh chị là thấy cái mức độ nó giật không biết nhiều, nó giật cỡ 2 mét mấy nước á, lúc trước cái mực nước lên tới đó đó, giờ giật xuống nè. Cái lằn đó là lằn nước, còn hằn là rõ nhất luôn. Ngoài kia nguyên cái bãi đá kìa. Bà con đang cúng ở trên trước chỗ Phật Bà Quan Âm, chùa Phật lớn. Lên mạng hả? Con nghe mấy cô mới nói gì lên mạng lên gì. Tụi con là quay đủ thứ luôn đó. Quay đủ thứ luôn hả? Dạ. Cá ở dưới nhóc hết trơn, quay.
Mấy cô ở đâu đi lên giếng núi ha? Ở tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long ha. Dạ. Mấy cô lên đây được mấy bữa rồi mấy cô ha? Mới lên tới. Mới lên tới ha. Mình dự định đi mấy bữa hay mấy cô? Đi 2 ngày. À vậy là mình đi theo phái đoàn ha. Phái đoàn mình đi đông không cô? Mười mấy người. Dạ. Tại vì mình đi xe nhà gì. Dạ. Mấy cô lên núi năm nay là mình đi xuống lòng hồ thoải mái luôn đó. Đây là mấy cô ở Vĩnh Long, cô chú anh chị đi đi giếng núi Tâm Bình Vĩnh Long. Dạ con là tên Hoàng Nam 67. Hoàng Nam 67. Dạ. Rồi con cảm ơn mấy cô nha. Con chúc mấy cô có một chuyến đi bình an hạnh phúc. Dạ cầu gì được nấy. Dạ. Ở ngoài trước này là có một cái cây, cây này không biết cây lâm dồ hay cây bồ đề mà nó lớn quá lớn luôn. Cái cúng rồi này cũng độc luôn. Trong chùa mấy cô bác này cũng đang cúng. Chú ý khu vực nước sâu cấm bơi lội. Đây đứng đây để nhìn về lòng hồ của chúng ta. Ta nói đứng đây hồi là thấy mấy con cá bự nó quặn lên nè mà không biết có thấy không đó. Nó có con mười mấy ký mà mình thấy cá chép với cá rô phi nhiều lắm luôn. Năm nay thấy cạn dữ lắm hả chú? Cạn. Dạ. Năm trước là nước tới mấy đó đó. Dạ. Cái đó đó. Dạ. Cá lên cho ăn đẹp lắm. Dạ. Một du khách vừa nói là năm nay nước quá cạn. Cô đi xem cô.
Bây giờ tự nhiên đứng nhìn cái bảng này cái thấy mắc cười. Chú ý khu vực nước sâu cấm bơi lội. Nhìn nè. Đá không. Cạn nước luôn. Vậy là vẫn còn kịp thời gian. Một xíu nữa thì mấy anh chị em mình sẽ lên cái chớp đó đó, cái chớp cao nhất của núi Cấm. Vô bò không? Đây là đường đi lên trên công viên. Đường này là mình sẽ lên công viên của chỗ tượng Phật Di Lặc, nhưng mà mình không có lên, mình đi thẳng qua bên tượng Di Lặc luôn. Này là bữa nay em đi đường bên hông của Phật Di Lặc nha. Đứng đây cái mình nhìn thấy ổng khủng khiếp lớn. Đứng đây nhìn cái đầu ổng thấy hết hồn. Quá chừng bự rồi. Trời ơi. Ôi ơi, quá đẹp. Nhìn thấy trang nghiêm lắm luôn. Đây là ngay phía chánh diện nè. Giờ này mặc dù là trời rất là chưa nắng nhưng còn rất là nhiều người ở đây cúng kiến luôn. Rồi bây giờ mấy anh chị em mình sẽ tiến dần dần qua con đường để chúng ta đi lên trên điện Bồ Hông ha cô chú anh chị.
Mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em hết video nha. Thưa cô chú anh chị các bạn, bây giờ thì em đã tới được con đường để mình lội lên trên điện Mùa Hông rồi. Mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng đồng hành hết video với em nha. Từ chỗ tượng Phật Di Lặc, lòng hồ Thủy Liêm mà mình lội bộ lên trên tới chót Mùa Hông, là cái chót cao nhất của núi Thiên Cấm Sơn, thì ước chừng khoảng 2.000 mấy trăm mét. Bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Trong lúc mà mình vừa lội bộ lên trên điểm Mùa Hông thì em cũng mời cô chú anh chị lắng nghe những cái chuyện quyền bí linh thiêng màu nhiệm của Nương Cấm, và em xin kính mời cô chú anh chị. Trong sáu trạng trình của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu: Bảo sơn thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Bảo giang thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Đây là những lời cụ Trạng tiên tri về Đức Minh Dương sẽ xuất hiện ở vùng núi Báo và sông Báo để tạo lập đời Thượng Nguyên Thánh Đức sau này. Vùng núi Báo ấy chính là dãy Thất Sơn ở miền Nam nước Việt, mà tiêu biểu nhất là ngọn núi Cấm, tức Thiên Cấm Sơn linh thiêng, và Bảo Giang, tức là sông Cửu Long, được bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, trải qua nhiều quốc gia, rồi kết thúc ở Việt Nam với chính nhánh sông đổ ra biển. Đến khoảng giữa thế kỷ thứ 19, cũng chính tại vùng núi Thất Sơn này, Đức Phật Thầy Tây An đã khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhằm chấn hưng và phổ truyền chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Lời tiên tri của cụ Trạng Trình đã thành sự thật. Hai chữ Bửu Sơn đã khớp với hai chữ Bảo Sơn trong bài sấm của cụ. Sau hơn 7 năm hoằng pháp độ sinh, trước khi tịch khoảng một thời gian, thì Đức Phật Thầy Tây An có truyền lại bài sấm ký như sau: Thất niên vũ lý cứu mê tình, diệt quốc trùng trùng khổ chiến chinh, Phật pháp hoàng dương khai ngũ hệ, Thượng Nguyên tái lập kiến thanh bình. Đúng theo lời sấm ký thì khoảng 10 năm sau, Pháp đánh chiếm Việt Nam và cái khổ chiến tranh đau thương tan tóc đã phủ trùm trên khắp đất nước và dân tộc. Hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã được truyền thừa đến thế hệ thứ 5 là Đức Thầy Huỳnh Vũ Sổ, là vị giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Với câu sấm ký thứ tư trong bài sấm trên: Thượng Nguyên tái lập kiến thanh bình. Sau khi truyền thừa được ngũ hệ thì đời Thượng Nguyên thanh bình sẽ được thiết lập lại. Đây cũng chính là sứ mạng của Đức Thầy lo chuyển lập Hội Long Hoa để chuyển sang đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Và khi đó đền vàng điện ngọc ở núi Cấm sẽ xuất hiện, Đức Minh Dương sẽ xuất thế và Phật Di Lặc sẽ hạ sanh khi Hội Long Hoa khai mở. Với sứ mạng này, Đức Thầy đã có viết như sau: Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Và câu: Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ long hoa. Sau khi khai đạo, Đức Thầy viết ra giảng kệ để khuyên dạy mọi người tu hành. Thì trong sấm giảng, Đức Thầy có nói tới đền vàng điện ngọc ở trong lòng núi Cấm như những câu sau: Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài, lâu đài núi Cấm
lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ đền vàng báo thi. Trên đây chúng tôi chỉ xin trích dẫn vài đoạn trong sấm giảng thi văn nói về đền vàng địa ngọc trong lòng núi Cấm. Nhưng thực sự có đền vàng địa ngọc trong lòng núi Cấm hay không? Ngoại trừ những kinh sấm của Đức Phật Thầy Tây An cho đến sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì lúc bấy giờ trong xã hội không có tài liệu nào đề cập tới vấn đề này cả. Vào thập niên 1930, chúng ta có được nghe chuyện ông Lưu Văn Lan, tức Bác Vật Lan, thám hiểm địa huyệt núi Cấm rất ly kỳ và nhiều bí ẩn. Vì những gì ông đã thấy được trong lòng núi Cấm, đến một thời gian dài sau này mới được tiết lộ. Sau khi ra khỏi cửa hang, ông bỗng nhiên không nói lời nào, hoặc chỉ nói vài câu. Khi phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương đến thăm ông, rồi sau đó ông giữ yên lặng cho đến khi ông tự trần. Rồi vào thập niên 1940, Đức Thầy có lệnh cho ông Lê Văn Tốt, biệt danh Tẩu Mã A, đi giao thơ trong lòng núi Cấm. Những điều mắt thấy tai nghe cũng đã được ông Tốt giữ kín cho đến khoảng năm 1973 mới được tiết lộ. Vì lúc trước Đức Thầy có dặn ông không được nói ra, mà phải chờ tới khoảng bao nhiêu năm và vào tháng nào mới được kể ra cho mọi người nghe. Đến năm 1968, chúng ta được biết thêm chuyện ông Tim Sim, kỹ sư công binh Mỹ, đang làm việc tại ti cảnh sát Sa Đéc. Sau khi nghe về chuyến thám hiểm của Bác Vật Lan, đã khơi dậy sự tò mò và lòng ham thích thám hiểm. Vốn là người có đầu óc thực tế và tin vào khoa học, nên Tim Sim đã quyết định làm một chuyến thám hiểm vào địa huyệt núi Cấm. Nhưng cũng như ông Bác Vật Lan và ông Lê Văn Tốt, những điều mắt thấy tai nghe trong địa huyệt núi Cấm cũng đã được giữ kín, không dám tiết lộ ra. Và điều gì đã khiến ông Tim Sim quyết định trở lại núi Cấm để thám hiểm địa huyệt lần thứ hai nhưng thất bại? Rồi sau đó ông Tim Sim về Mỹ luôn và không trở lại Việt Nam nữa. Với ba chuyến đi của ba vị kể trên, chỉ có chuyến đi của ông Lê Văn Tốt là được thuật lại đầy đủ chi tiết với những lý do quan trọng như sau. Thứ nhất, ông Tốt được lệnh của Đức Thầy và đi có người dẫn đường. Thứ hai, ông đi vào lòng núi Cấm ở cửa hang Hàm Long và khi trở ra bằng cửa hang ở điện kính núi Tô. Do đó, có rất nhiều cảnh vật được ông kể lại. Thứ ba, ông được Đức Thầy dặn điều nào được nói và vào khoảng thời gian nào thì ông được phép kể lại chuyến đi của mình. Còn chuyến đi thám hiểm của hai vị kia là ông Bác Vật Lan và ông Thiên Sim thì đi xuống và trở ra cùng một cửa hang. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua chúng ta đã được nghe lược thuật hai chuyến thám hiểm vào địa huyệt núi Cấm của Bác Vật Lan và kỹ sư công binh Mỹ Thiên Sim. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xin thưa với cô chú anh chị các bạn, bây giờ mình đã tới được cái chót cao nhất của núi Ông Cấm, hay còn có tên chữ là Thiên Cấm Sơn. Và trước mặt màn hình cô chú anh chị các bạn, đây là điện Diêu Trì Phật Mẫu. Em mời cô chú anh chị các bạn cùng lên để mình làm lễ ha. Lên tới đây là cái mùi khói hương thơm phức luôn á. Đây bà con lên đây hành hương rất là đông.
Rồi, cô chú anh chị các bạn cùng kính lễ với em ha. Đây có thờ một tượng của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Mình đi xuống đây là mình đi qua bệnh viện Cửu Quyền. Thường khi mà người ta lên dù bà hông thì cô bác người ta thường hay lên điện Cửu Quyền trăm họ, người ta cúng trước rồi người ta qua điện Phật Mẫu, xong rồi mình qua bên chỗ điện Ngọc Hoàng. Em sẽ đi lối bên này, hình như cũng có lối lên. Đúng rồi. Đây có một cái chỗ để cho bà con khi mà cúng xong thì sẽ đi xuống đây để mình quá ba cái tiền vàng ở trong cái hộc này. Điện Cửu Quyền Thất Tổ trăm họ thì tương đối là bà con tới đây cúng rất là đông. Ai về núi Cấm thì cũng sẽ lên đây để cúng. Như giờ này cô bác mình thấy nè, ở đây bà con lên hành hương rất là đông ha. Này ở đối diện với bàn thờ Cửu Quyền có thờ Tam Bảo nữa. Con đang sắp những cái cây bông hoa để cúng nè. Giờ này thì cũng tương đối là trễ, giờ này cũng gần 2 giờ trưa. Mình thấy cô bác còn tới đây rất là đông cúng giếng Cửu Quyền trăm họ nè. Này bà con giờ này đang hành hương nơi điện thờ Cửu Quyền trăm họ. Điện Cửu Quyền trăm họ thì mình thấy có thờ 2 tôn tượng, chiều cao thì tầm khoảng 1 mét, một bên là ông, một bên là bà, người ta hay còn gọi là ông bà Cửu Quyền. Còn đối diện với bàn Cửu Quyền trăm họ là bàn thờ Tam Bảo, thờ tượng của Đức Phật A Di Đà như Bồ Tát Quan Âm với Đại Thế Chí. Dạ, nói con biết nha.
Mà cô bác mình tới đây để giếng á, thì mình đứng đây mình có thể nhìn thấy toàn cảnh ở dưới đồng bằng rất là đẹp, mình nhìn thấy được 7 núi. Giờ này bà con tập trung về để cúng rất là đông luôn, nhất là vào cái thời điểm mà buổi chiều tới tối á, và hầu như là đông nhất là vào giấc khuya lúc 12 giờ đêm á, thì mình thấy là bà con cúng ở đây rất là đông. Giờ sau khi mà mình tham quan một vòng ở đây xong thì mời cô chú anh chị mình tiến qua bên chỗ điện Cha Ngọc Hoàng, cũng là cái điểm chính ở trên điện Bồ Hông, để mình giếng ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống theo hướng này nha. Lên đây phải nói là gió nó thổi rất là mát luôn, không có lúc nào mà ngừng gió nữa. Đây trước màn hình cô chú anh chị là Vồ Bồ Hông, là cái chót cao nhất của núi Ung Cấm. Vì là bữa nay mấy anh chị em mình hoàn thành được cái video này lội bộ lên tới Vồ Bồ Hông. Em bây giờ là em muốn rã rời cặp giò nữa nha. Đây là ở dưới cái Vồ Bồ Hông là sẽ thờ hội đồng chư vị sơn thần bảy núi. Đây em thấy có thờ ngũ hổ, năm ông hổ. Vồ Bồ Hông. Tại sao người ta kêu Vồ Bồ Hông? Em cũng nghe một số cô chú anh chị người ta cũng chia sẻ là ngày xưa khi mà cái thời còn quan du ở trên cái vồ này thì những cái con bồ hông nó tập trung về đây rất là nhiều, cho nên là người ta mới gọi ở đây là Vồ Bồ Hông. Mà mình cũng không biết là cái tích đó có phải như vậy hay không, thì em cũng không được rành. Cô chú anh chị nào mà rành thì mình có thể để lại bình luận cho toàn thể cùng biết luôn ha. Thì mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng tiến lên trên nha, nơi chỗ Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Đây là Bửu Tòa Ngọc Đế, có thể coi là cái điểm cao nhất của núi Ông Cấm, Dồ Bò Hông. Đây thì có tượng của Đức Ngọc Đế, người ta thờ ở đây cũng hình như là cũng rất là lâu rồi đó cô chú anh chị. Hình như lúc trước là cũng có một cái tượng đem lên thay đổi, nhưng mà không biết sao đó bây giờ hình như là vẫn còn là cái tượng cũ hay sao á. Đây ngoài một cái tượng của Đức Ngọc Đế thì người ta có thờ ba phía còn lại là ba cái lư hương, mỗi một phương hướng như vậy là người ta làm một cái bài vị. Đây ở đây là Nam Mô Bắc Phương Hắc Đế nè. À cái này người ta thờ tượng trưng cho năm ông thẻ của chú anh chị. Đây là Bắc Phương Hắc Đế. Còn phía đối diện với Đức Ngọc Đế thì thờ là Tây Phương Bạch Đế. Đây người ta thờ tượng trưng năm ông thẻ nha. Còn phía bên kia là Nam Phương Xích Đế. Này là ngay Đức Ngọc Hoàng, sau lưng Đức Ngọc Hoàng là Đông Phương Bất Thanh Đế. Có một số bà con người ta sẽ mua nước đem lên trên đây, những chai nước suối đem lên người ta cúng, người ta để ở trên bàn thờ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà sẽ gian giái những cái điều mà mình cầu xin như bệnh tật gì đó thì mình sẽ để lên một xíu, khi mà mình về mình sẽ thỉnh về mình lấy cái nước đó mình dùng. Đó cũng là một cái nét tín ngưỡng tâm linh của bà con. Nào, theo như mình được biết thì ở nơi Điện Ngọc Đế này cũng là một cái nơi để ông bà cô chú anh chị, những người mà có căn, người ta về đây người ta cũng hay xả căn ở Điện Đức Ngọc Đế này. Và đặc biệt là những cái dịp mà như là rằm hay là 14 thì ban đêm thì rất là đông, những bà con người ta có căn người ta về đây người ta xả căn á cô chú anh chị, để xả bệnh rồi luôn. Giờ này thì cũng đang có một số bà con về đây để trình lễ Đức Ngọc Đế nè.
Và như vậy là cũng như bữa nay mấy anh chị em mình đã hoàn thành cái chuyến hành hương về núi Cấm, cũng như cập nhật những cái thông tin mới nhất ở trên núi Ông Cấm, Thiên Cấm Sơn, về cái hồ Thủy Liêm, cũng như là một số hình ảnh ở trên dù Bò Hông. Và có lẽ là video tới đây thì Hoàng Nam Vlog em cũng kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành với em suốt video. Hẹn gặp cô chú anh chị các bạn ở video sau của em. Mến chúc cô chú anh chị ngày mới sức khỏe dồi dào, năng lượng dồi dào, may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà.